chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chiếc Land Rover Range Rover Velar 2023. Land Rover Range Rover Velar 2023 được xem là một mẫu xe tiên phong mang tính cách mạng của Range Rover. Định hình trong phân khúc SUV hạng sang, cỡ trung, Range Rover Velar thế hệ mới đem đến một vẻ ngoài lịch thiệp, sang trọng. Đặc biệt, Velar đã đạt được giải thưởng danh giá tại World Car Awards ở một mẫu xe có thiết kế đẹp nhất năm 2018. Trang bị nội thất của mẫu crossover đến từ Anh Quốc cũng được đánh giá cao với vô vàn công nghệ tiện ích, đi cùng là sức mạnh động cơ 2.0 mạnh mẽ. Xe ra đời được xem là một trong những cải tiến đáng gờm cạnh tranh với các đối thủ như BMW X5, Porsche Cayenne, Audi Q7, Volvo XC90, Lexus RX hay cả Mercedes-Benz GLE. Ưu điểm: thiết kế sang trọng, nội thất rộng rãi, tiện nghi, trang bị công nghệ hiện đại, động cơ vận hành mạnh mẽ, thể tích khoang hành lý lớn. Nhược điểm: giá bán cao khi so với các đối thủ cùng phân khúc. Chiều dài, rộng, cao của Land Rover Range Rover Velar 2023 kích thước lần lượt là 4803 x 1930 x 1665mm, khoảng sáng gầm từ 213 đến 254mm, cùng chiều dài trục cơ sở 2784mm. So với BMW X5 4922 x 2004 x 1745mm. Mẫu xe đến từ Anh thua về cả chiều dài, rộng, cao với các thông số là 119 x 74 x 80mm. Land Rover Range Rover Velar 2023 được đánh giá là mẫu SUV đậm chất xe sang đến từ Anh Quốc. Xe được phối hợp khéo léo giữa nét thanh lịch, pha chút cổ điển nhưng vẫn giữ vững vẻ mạnh mẽ, thể thao vốn có của dòng xe crossover. Đầu xe Land Rover Range Rover Velar 2023 được làm nên từ những mảng vuông, bo tròn, lưới tản nhiệt hình vuông dạng tổ ong, đặc trưng của thương hiệu Land Rover. Nằm đối xứng hai bên là cụm đèn full LED được thiết kế mỏng hơn. Người dùng có thể nâng cấp lên tùy chọn đèn Magic LED và đèn Magic Laser cho khả năng chiếu sáng ấn tượng hơn. Khu vực cản trước của Range Rover Velar 2023 được mặt trôn sang trọng. Hốc gió hai bên dạng hình thang tạo điểm nhấn với hai thanh ngang như hình thông vuốt sắc nhọn. Thân xe của Land Rover Range Rover 2023 mạnh mẽ và vững chãi, đúng chuẩn mẫu xe SUV hạng trung. Đường mái vòm dốc hơn hẳn đàn anh Range Rover Sport, kết hợp khoảng sáng gầm cao đến 254mm, càng giúp cho Velar tô thêm vóc dáng thể thao. Nhìn về phía sau, đuôi xe Land Rover Range Rover Velar 2023 gọn gàng với những đường nét bo tròn điệu đà. Có thể nói rằng hầu hết tất cả các đường nét và chi tiết